Một thương hiệu nước hoa dành cho giới trẻ mà một người nên biết. Và trên tay của mình nó đây là nước hoa ở nhà Provi. Tôi thấy là các bạn trẻ đánh giá rất là tốt luôn, cho nên hôm nay tôi shopping 4 mùi cho mọi người dễ lựa chọn nha. Hai em Phoenix và Whisper này là của nữ ha. Còn nam thì tôi shopping ở đây là mùi Onyx và Mystic nha mọi người. Ngay phần đóng gói thôi là cái hộp bằng vân nổi rất là sang trọng nha mọi người. Cho nên là nếu bạn nào là quà tặng thì rất là ổn áp. Và đây là bên trong của nó. Về thiết kế thì rất là tỉ mỉ và sang trọng mà có thể thấy cả vân da luôn nha mọi người. Đầu tiên sẽ là em Whisper này ha. Cái mùi hương nó rất là nhẹ nhàng, nó thanh lịch. Mà chị em nào mà thích cái kiểu mà style nhẹ nhàng á, cái này rất là ok nha. Tiếp đến sẽ là em Phoenix ha. Phoenix bao bì rất là đẹp ha. Riêng cái này thì tôi thấy cái mùi nó khá là sweet nè, và nó hơi cá tính một xíu, mà đặc biệt nha, có cái mùi gỗ rất là thơm luôn. Em Phoenix này sẽ thích hợp cho chị em thích cá tính nha. Về nam thì đầu tiên sẽ là em Mystic này ha. Cái em Mystic này nè thì tôi thấy nó hướng kiểu trầm ấm lịch lãm một xíu á, thì anh em nào thích cái mùi dễ chịu nhẹ nhàng á thì cái này rất là ok ha. Và cuối cùng sẽ là em Onyx này ha. Kem Onyx này mọi người thì mang lại hương thơm rất là sang trọng và mạnh mẽ. Đặc biệt như là cái mùi gỗ rất là thơm luôn. Anh em mà thích cái kiểu mạnh mẽ thì em này cho chân ái luôn nha. Đánh giá của mình về em nước hoa Provi thì tôi thấy là mùi rất thích hợp cho các bạn trẻ luôn. Và ngoài ra nha, đặc biệt nhất á là cái phần giá tiền á thì cũng cực kỳ hợp lý luôn. Ok, và để tham khảo thêm á thì mọi người có thể xem ở phần góc trái màn hình của mình hoặc là trong giỏ hàng của mình nha. Và bây giờ thì see ya.